Wow, một cô gái xanh biếc, trên tay có một đống hàng hiệu luôn. Ôi, cái túi rác này, mùi kinh quá. Ui, cô bé nhà giàu đang đi đến. À, mình có một cách để biến túi rác này thành một túi hàng hiệu xịn sò. Hàng nhãn hiệu hơi mệt luôn. Úi giời, nhìn này, có kém gì phần sang trọng đâu. Mình phải khoe cái túi hàng hiệu vừa mới chế ra của mình mới được. Túi sách gì mà trông nạ thế nhở? Này này, túi của cậu tên là gì đấy? Muốn biết à? Đây, tên đây. Bottega Veneta. Ôi, xịn sò thế nhở? Chuyện tớ mà lại. May quá, thế thì bị phát hiện. Ơ, sao lại có hộp sữa rơi ra cái kia? Cái này là tớ vừa đi chợ về đấy. Ôi không, xấu hổ chết mất. Bị cậu ta phát hiện rồi. Hóa ra là hàng dở mà. Thế mà khoe như đúng rồi. Xấu hổ chết mất, quá thôi. Con diều lại bay cao thế. Số vật liệu này chắc là có ích đây. Cùng tự làm chiếc ô không tốn một xu nào. Tô màu sáp lên chiếc ô, các bạn có biết để làm gì không nào? Đã xong một chiếc ô bằng giấy. Đây là lần đầu tiên cô gái nhà giàu nhìn thấy một chiếc ô kỳ dị như thế này. Trông nó thật là buồn cười. Ôi không,
Gió mạnh quá đã làm chiếc ô màu hồng dễ thương hỏng rồi. Cô gái nhà giàu đã chế tạo một chiếc ô quái dị này. Dù sao cũng còn hơn là bị ướt. Các bạn đã thấy tác dụng của việc tô màu sáp lên giấy chưa nào? Màu sáp đã làm cho giấy không bị ướt. Còn chiếc ô giấy báo kia chắc chắn là không chịu nổi được mưa rồi.